Hello anh em nha. Trên bàn làm việc của Tâm bây giờ là có hai cái đèn LED dùng điện 12V nha. Cái đèn LED này rất là sáng, như cái video trước đó Tâm có đăng trên kênh YouTube rồi đó. Thì chúng ta có thể dùng để đi business nè, dã ngoại hay là để ngoài tàu bè ra khơi cũng được. Chúng ta có thể xài bình ắc quy cũng được ha. Nó xài điện 12V đó. Hoặc là xài xe ô tô, xe máy đều được. Đó. Ắc quy 12V là xài ok nha. Rất là tiện lợi luôn. Đó. Rồi bây giờ thì Tâm là đang làm chuẩn bị làm một cái nối một cái dây điện dài 5 mét ha, cho hai cái đèn LED này. Và với cái kẹp kẹp bình này ha, làm sẵn lắp cho khách theo yêu cầu nha. Thì bây giờ Tâm có chuẩn bị cái mỏ hàng nè, để hàng dây điện lên vị trí trên đây ha. Một điều đặc biệt lưu ý nữa là cái đèn LED này đó, nó có tấm nhôm phía sau tản nhiệt ha, rất là tốt luôn. Nó tản nhiệt tại vì LED đèn nó sinh ra nó sẽ phát sáng, nó sẽ sinh ra nhiệt, đồng thời sinh ra nhiệt thì tấm nhôm này sẽ giúp tản nhiệt. Tăng tuổi thọ của tấm LED này hơn. Và tấm LED này cái bề mặt đây là cái dạng silicon ha, và nó chống nước. Đó, chống nước. Rồi. Ok. Thì bây giờ Tâm sẽ tiến hành làm nối điện vào cái cọc bình này. Cọc bình này ha, đây thì nó có cho dạng con ốc nè. Chúng ta tuốt vỏ dây điện, chúng ta xoắn vào đây và chúng ta siết ốc lại, sau đó chúng ta đưa dây điện vào đây một cái nữa và chúng ta kẹp lại. Siết này lại ha. Thì Tâm nói qua cái cách làm thôi. Anh em mình đa số chắc cũng biết làm rồi. Còn cái mỏ hàng này thì Tâm sẽ chuẩn bị xả hàng cái dây điện này ra và hàng cái dây điện màu trắng 5 m này vào hai vị trí đây ha. Rồi ok, và khi làm như vậy thì anh em mình có một cái lưu ý, do đây là điện 12V điện bình nên sẽ có cực cộng cực trừ ha, cực cộng cực trừ. Và khi chúng ta lắp vào làm sao cho cái dây cái cọc màu hồng này nè nó sẽ là cộng, màu đen này sẽ là cực trừ, ví dụ thế. Và mình làm đồng nhất cho các sản phẩm để cho khách hàng khi về họ cắm thì sẽ xài được ngay đó, không phải có rủi ro là bị ngược nhau, bị nhầm với nhau, nhầm màu với nhau ha, hay là nhầm cái cực cọc bình á, thì vậy thì sẽ không hay. Đó là một điểm lưu ý nhỏ nhỏ. Ok, bây giờ Tâm sẽ tiến hành làm rồi, sau cuối cùng thì Tâm sẽ test cho anh em mình xem kết quả thế nào nha. Rồi đây nha, mình vừa làm xong cái cọc màu hồng này đó. Ok nha, bây giờ mình làm tiếp cái cọc màu đen. Thì màu hồng mình quy định là trên cái dây điện thì nó sẽ có chữ nha, hai dây đôi, một bên có chữ một bên không có chữ, thì bên có chữ mình sẽ cho vô cọc màu hồng tương ứng với cực dương ha, thì cái đó anh em mình tự định nghĩa. Rồi đây là cái dây thứ hai cho cọc màu đen này, anh em mình nhớ là luồn cái dây điện qua cái vỏ này trước nha. Quên rồi, để quấn vô con ốc thì chúng ta phải xoắn vô cái con tu vít này trước đó. Xoắn tu vít trước ha. Rồi xong, ta để vào đây. Rồi, cái con ốc này đâu rồi? Đây. Sọc qua. Rồi, siết ốc lại. Nếu này mình không muốn bắt con ốc kiểu này thì bỏ qua con ốc này cũng được. Chúng ta tuốt dây điện dài hơn, chúng ta quấn một nùi, chúng ta để vào ngay vị trí này và chúng ta cái kìm chúng ta kẹp luôn. À, như vậy thì làm cho thao tác sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. À, cũng đảm bảo là nó dẫn điện, nó tiếp xúc điện vô cái phần đồng này, cái kẹp đồng này. Còn mình gắn như vậy thì cho đúng kỹ thuật luôn ha. Đang hướng dẫn anh em làm đúng ha. Đúng theo thiết kế của người ta. Rồi, ok. Cứng rồi ha. Rồi tiếp theo đó mình sẽ lấy cái kìm mình kẹp cái phần này. Nếu mình kẹp một bên trước nha, cho nó ôm cái dây điện trước nè. Kẹp bên ôm dây điện trước ha. Rồi mình kẹp bên còn lại. Đấy. Rồi, đây là xong. Bao cái vỏ lại. Rồi. Vậy mình được hai cái kẹp rồi ha. Ok chưa? Rồi, tương tự mình làm cho cái dây 5 mét còn lại đây. Rồi cái dây chỗ này á thì chỗ này thì chúng ta phải xả hàng ra. Xả hàng hai dây này ra ha. Xả hàng ra. Tương tự bên đây mình cũng xả hàng ra. Rồi. Vậy ha. Nãy mình nhớ là dây mà có cái được dây đôi nè, dây có chữ là cực dương nha. Mình sẽ hàng cực dương của LED nè. Trước khi hàng chúng ta thì phải chăm chỉ vào cái đầu dây điện này,
Đó, chăm chỉ ha. Rồi chăm chỉ vào hai cái chỗ cái bát hàng này. Ok. Thật sự đây là thiết chứ không phải chỉ ha. Sau đó chúng ta hàng vào. Dây nào là dây. Ok, chú ý hàng cho đúng nha. Đúng dây nha. Rồi đây là cực âm. Rồi bạn để nóng quá hàng, đút đầu dây điện vô. Vuốt bạn lần nữa là xong. Giữ cho nó cứng ha. Rồi bên đây cũng vậy, tương tự. Chúng ta vuốt chì cho nó nóng lên nè. Chúng ta để đầu dây điện cho tôi vuốt lần lần nữa là xong. Cái thao tác làm rất là nhanh nha. Rồi, vậy là mình làm xong rồi đó. Dây điện thì mình để như vậy cho nó vướng lại ha. Đây, mình vướng lại nè, vướng cái tấm led lại thôi. Thì rút dây điện ngắn hơn chút xíu cũng được. Đấy. Rồi. Ok chưa? Rồi, được một cái ha, bây giờ mình thử luôn nha. Cái thứ hai còn lại mình làm tương tự. Để thử cái sản phẩm mình vừa làm xong thì do Tâm không có ác quy ở đây, nên Tâm sẽ dùng cái adapter ha. Adapter sẽ kẹp cái cọc bình này vào. Kẹp cái đầu cọc bình này vào ha. Màu đen này là âm nè. Kẹp cọc bình này vào. À, hơi cứng, hơi gần nhau quá ha. Đây. Rồi được rồi ha. Rồi như vậy vừa test sản phẩm thành công rồi đó.